Xin chào Thảo nhá. Xin chào No một. Ok, được chưa? Ok, bây giờ thì sẽ hướng dẫn anh em này. Thứ nhất là cái trả lời cho anh em câu hỏi đang xem livestream. Đó là anh em đăng nhập như thế nào vào, đúng không ạ? Đấy, thì trong cái trạng thái này thì anh em kích vào gõ AutoCAD. Ok, hoặc là anh em gõ AutoCAD thực chiến được thì nó sẽ ra. Đấy, anh em thấy thấy gõ từ khóa nó ra khoa học của mình luôn đúng không ạ? Đấy, vừa lên xong. Hiện tại thì đang chưa có đánh giá, anh em vào có thể vào học và đánh giá được nhá. Thì anh em kích vào đây, được chưa? Bước tiếp theo anh em kích vào đây rồi thì anh em làm gì ạ? Đây, ở đây thì anh em thấy là có mục là hiện tại là anh em chưa có tài khoản, được chưa? Đăng ký đăng nhập. Thế thì khi mà anh em vào đây thì anh em sẽ phải đăng ký một cái tài khoản, được chưa? Anh em bấm vào đăng ký này, được chưa? Thế thì ở đây thì đăng ký tài khoản trước tiên thì anh em nhập họ tên này, email này, được chưa? Số điện thoại và mật khẩu thì làm theo hướng dẫn, nó cũng rất đơn giản thôi, giống kiểu các bạn đăng ký một cái mạng xã hội thôi. Và hãy nhớ ghi nhớ là gì? Cái mail và cái số mật khẩu đăng nhập này các bạn phải ghi nhớ nhé. Không phải sau này là các bạn đăng nhập xong học được một hai buổi, các bạn chẳng hạn như bận việc riêng hả mà lại quên thì lại không đăng nhập vào được đâu nhá. Đấy, thế là các bạn phải ghi nhớ đó. Đấy, quan trọng nhất là cái mail, được chưa? Mật khẩu mà quên thì có thể lấy lại được, nhưng mà cái mail là cái rất quan trọng. Đấy, thì anh em nhấp vào đăng ký thôi, hoặc là anh em có thể đăng nhập bằng Facebook cũng được, ok chưa? Dùng Facebook đăng nhập được không ạ? Ưu tiên là Gmail nhá, được chưa? Tại cái bước mà đăng đăng ký này này, trước tiên là anh em mua khóa học thì anh em phải đăng ký vào gọi là tạo tài khoản đấy, thì ưu tiên anh em dùng mấy ạ, dùng email nhé, khuyên anh em dùng nên dùng email và không nên là dùng đăng nhập bằng Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì Facebook chúng ta bây giờ anh em thấy cái thời buổi vừa hiện đại bây giờ là hack rất nhiều đấy, anh em một ngày mà mất nick Facebook cái này thì thôi cũng có thể là mất khóa học này luôn, được chưa? Đấy, thì anh em hãy đăng ký bằng Gmail. Gmail nó rất an toàn, được chưa? Gmail rất an toàn và lấy lại, và nó tách biệt nhau ra luôn. Thì đây là cái lưu ý đầu tiên dành cho anh em, được chưa? Không thì mai anh em lại nhận được cái mã khóa học mình gửi cho, anh em lại đăng nhập vào Facebook sau được một tuần 2 tuần chẳng may anh em nghịch dại cái gì trên Facebook ấy, được chưa? Hoặc là bị lộ thông tin ở trên Facebook thì cái này rất là nguy hiểm. Thì anh em mất nick cái là không không thể đăng nhập vào đây được. Đấy, thế thì anh em đăng nhập email rồi nhé. Thế sau đó khi mà anh em đã tham gia vào học thành công rồi ấy, thì nó sẽ có một cái giao diện như trên màn hình ở đây. Thì đây là một cái ứng dụng mình đã gì ạ? À? Mình đã đăng nhập đấy từ một tài khoản cá nhân. Đấy, thì anh em hình dung là sau khi anh em đăng nhập vào thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Tức là khi mà kích vào cái mục tài khoản ở đây, nó sẽ có mục vào học này, affiliate các thứ, cập nhật hồ sơ này. Đấy chưa? Đấy. Thế thì anh em vào sẽ cập nhật cái hồ sơ, ảnh đại diện các thứ lên đầy đủ nhá. Đấy. Thì khi mà anh em tham dự vào cái khóa học, anh em đã nhập mã thì truy cập lại cái link khóa học thì nó sẽ ghi là gì? Đã thanh toán như thế này. Đấy chưa? Đấy, anh em thấy ghi là đã thanh toán. Đấy, thì bây giờ anh em có thể là bấm vào nút là vào học ngay. Đấy chưa? Đấy, rất đơn giản thôi. Thế thì đây là cái giao diện của bên trong lớp học, đấy chưa? Đây là giao diện của bên trong lớp học. Thế anh em sẽ một số cái phần ví dụ chào mừng của lớp học thì anh em thể đọc xem, đấy chưa? Và đây cái là cái nội dung của học này. Đấy, cái phần phân vùng ở phía góc trái màn hình ở đây, được chưa? Nó là nội dung khóa học, nó là theo các cái chương ở phần, anh em chỉ cần bấm kích vào thôi, được chưa? Đấy, là có thể xem được các cái nội dung này. Thế khi mở xem thì nó sẽ dạng như nào? Ở đây mình sẽ mở cho anh em xem nhé, cái video nó sẽ hiện như nào. Ở đây ví dụ là mình mở cái bài số 1 đấy đi. Đấy, mở ít giây để anh em hình dung là cái video hiển thị học. Alo, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã đến với khóa học AutoCAD thực chiến, thành thạo AutoCAD từ con số 0. Vâng, mình là Nguyễn Quang Thuận. Và có thể là nhiều anh em trước khi đến khóa học này cũng đã từng biết mình qua các kênh mạng xã hội và các video hướng dẫn ở trên kênh YouTube. Và thì đây là khóa học mà mình rất tâm huyết. Đó, anh em thấy không nhỉ? Thì đấy là cái cách mà hiển thị video và anh em có thể xem và có thể tua. Đấy, tua lại được. Đấy, hôm trước thì có nhiều anh em bảo là anh ơi xem các bài xem một lần xong thì có được xem lại hay không?
Đấy thì xin trả lời cho anh em là hoàn toàn có thể xem lại và xem lại rất là nhiều lần được chưa? Đấy, bởi vì khóa học này anh em đăng ký là được sở hữu trọn đời rồi. Đấy nên hoàn toàn là xem đi xem lại được chưa? Đấy, xem đi xem lại ở trên web anh em đăng nhập email vào và xem bất kỳ lúc nào. Hoàn toàn là theo cái cách đó là chủ động thời gian đúng không ạ? Đó, những gì mình đã lưu ý ở trước ở trong các cái livestream trước rồi. Đúng không ạ? Đấy thì anh em để bấm tua. Dạ. Tua đến cái nội dung mà anh em đang học ở cái bài buổi trước chẳng hạn hoặc là bài buổi sau. Thế thì mỗi cái thời lượng video thì nó rất là ngắn. Anh em thấy không ạ? Đấy. Mỗi cái thời lượng video rất là ngắn. Ở đây ví dụ mình mở lại cái khóa kia xem các cái thời lượng nó đã cụ thể ở đây rồi. Ví dụ là trung bình của tầm từ 15 để 10 15 phút, có video thì tầm khoảng 20 phút, có video tầm khoảng 9 10 phút thôi. Đấy, thì trung bình của tầm 10 15 phút anh em xem là thực hành nó rất là nhanh và để hoàn thiện một cái bài học nó rất là tập trung đúng không ạ? Không bị lan man ví dụ hàng tiếng đồng hồ thì nó sẽ chúng ta thì thường thường ta sẽ bị ngán và mất tập trung đúng không ạ? Thế thì những anh em nào mà đang ở ngoài khoa học thì có thể là gì ạ? Có thể là vẫn bấm vào link và xem khoa học này và có thể học thử nhé. Học thử các bài mình đã đề xuất học thử ở đây cho anh em được chưa? Đó, cái khoa học này tất cả các bài mình đều làm rất là tâm huyết và đúc kết của hơn 5 60 lớp học. Đó thì anh em phải học thử trước khi mình quyết định tham gia. Đây chính là cái sơ đồ cây, anh em sẽ học theo cái sơ đồ cây này. À thế nhiều anh em hỏi là ô thế thì tài liệu tải ở đâu đúng không ạ? Ok, đây là cái phân vùng đầu tiên là phân vùng ở bên góc trái này, anh em tải tài liệu này. À anh em kích bấm vào các cái bài học để học này. Hết tài liệu anh em sẽ bấm vào đây tổng quan bài học ở đây. Đấy anh em xem này. Đấy. Mục tài liệu nó sẽ nằm ở cái thanh này nhá. Đấy anh em thấy cái mục tài liệu đây ạ. Thì anh em bấm vào đây thì và anh em có thể bấm tải xuống. Thì trong cái tài liệu ở đây á thì nó sẽ có một cái link tại vì cái tài liệu như của nó quá nặng, 10 GB cơ cơ. Nên là tải lên cái hệ thống này, hệ thống nó từ chối nhận với cái tài liệu nó quá lớn như thế thì mình có cài đặt cái link là driver được chưa? Thế thì cái link đấy thì mình đã để ở trong cái mục tài liệu anh em tải xuống này. Được chưa? Sau đó thì anh em copy cái link đấy và tải về như bình thường. Được chưa? Thế thì anh em sẽ có được cái 10 GB dữ liệu như là ở trên màn hình đây. Mình đã review rất nhiều trong các cái buổi live stream trước rồi. Được chưa? Thế đấy là anh em sẽ tải về và gì vào cái mục tài liệu nhé để download được cái 10 GB dữ liệu dành cho các bạn học viên của Unica được chưa? Đó thì sau đó thì anh em vào một cái mục số 0 này đấy trong cái 10 GB thì sau đó thì sẽ có cái sơ đồ thực chiến ở đây được chưa? Mình đã cài sẵn rồi anh em chỉ việc mở lên thôi tài liệu. Thế thì hỏi đáp nữa ạ, khi anh em học các cái bài anh em tua thì có vấn đề là câu hỏi gì thì chúng ta có diễn đàn anh em có thể gửi câu hỏi đây, mình sẽ hỗ trợ anh em cách giải thích được chưa? Được chưa? Ghi chép thì gần như là trong khóa này thì không phải ghi chép thì nhiều cả bởi vì anh em đã phải tải cái sơ đồ cây này về rồi đó, tải sơ đồ cây về và anh em thực chiến là gì, ghi sửa là trực tiếp bằng cái phần mềm MinMaster này rồi được chưa? Chỉ mở đúng một cái thôi và anh em gần như là xem được tất cả các bài học luôn chứ không phải là dở theo từng trang một như một cái quyển sổ đúng không? Là làm theo cách truyền thống thì chúng ta sẽ không được đạt được những cái kết quả tốt. Đấy thì mình áp dụng những cái kiến thức mới, những cái kinh nghiệm mới, đặc biệt là những cái ứng dụng nó quá là hay ho tuyệt vời như này thì để anh em ứng dụng vào trong cái việc học tập đúng chưa? Là một điều mà đáng lẽ ra là chúng ta phải nên tiếp cận từ sớm hơn thì càng tốt nữa. Ngày xưa ví dụ mình nghĩ là nếu mình đạt được mình có biết sử dụng cái phần mềm này mà từ năm cấp 2, cấp 3 đúng không ạ? Mình đã tiếp cận đến cái này thì khả năng là cái việc lực học của mình nó sẽ tốt hơn hoặc là nó đỡ phần nào cho cái việc ôn thi đúng không ạ? Bởi vì nó rất hệ thống. Anh em cùng trải nghiệm nhé. Ở đây anh em có thấy là cái mục là cái timeline không anh em? Ở đây gọi là cái loạt loạt dinh ấy. Đấy. Anh em đã hoàn thành đấy, bao nhiêu bài giảng? Thế thì anh em hãy hoàn thành lần lượt là từng bài một nhé. Tổng khóa học này nó rơi tầm khoảng 17 tiếng anh em ạ. Tầm khoảng tầm nếu học độ dài của tổng các thời lượng video này 17 tiếng. Ở đây thì ví dụ anh em mà đã học xong hoặc là anh em nào mà chưa có thể hiểu thì hãy có thể là bấm vào hướng dẫn học ở đây. Nhưng ở đây thì gần như là cũng không cần thiết lắm, đúng không ạ? Không cần thiết lắm bởi vì cái này anh em làm một lần là thao tác là quen thôi. À, thì anh em hoàn thành có thấy cái thang chỉ số đấy không ạ? À, từ 0% anh em hoàn thành đến 60 bài giảng là sẽ kết thúc được khóa học. Và đây là một cái chứng chỉ mẫu được chưa?
Đây, chứng chỉ mẫu khi hoàn thành. Đấy, khi tức là khi anh em mà hoàn thành xong cái khóa học này tổng quan và làm đầy đủ bài tập, đấy chưa? Tất cả những cái level mình đã lên trong tổng số 13 chuyên đề ở đây rồi. Đấy thì anh em vào cái phần đó là xem chứng chỉ hoàn thành. Thì cái này thì Unica họ sẽ cấp nhá. Đấy, họ sẽ cấp dành cho các anh em và in bản các thứ ra, in bản cứng các thứ ấy. Đấy, cái này là cái mẫu minh họa. Đấy. Đấy, bây giờ đây là cái mẫu chứng nhận dành cho anh em mà đã học xong hoàn thành và đáp ứng được các cái tiêu chí và bài tập tốt nghiệp. Đấy thì Unica thì họ sẽ tiến hành in các thứ chứng nhận cho anh em. Đấy, cấp đóng khung các kiểu rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể treo tại nhà và có thể là sử dụng, nó là một cái chứng chỉ AutoCAD và được kiểm duyệt. Ok chưa? Anh em có thể là ở đây phần này chia sẻ tri thức từ Unica, được chưa? Đấy, thế thì anh em nếu mà anh em mà thấy khóa học này hay, được chưa? Thì có một cái mục tiếp theo ở trong cái khung lớp học, được chưa? Thì có một cái phần ở đây thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Đó là anh em phải copy, được chưa? Copy cái này, copy cái link này. Được chưa? Khi anh em đăng nhập vào ấy, anh em copy cái link này thì tức là khi mà anh em thấy cái khóa học này cảm thấy là học hay này, hữu ích này. Và thực sự là mình đã tiến bộ lên rất là nhiều, được chưa? Học hỏi rất là nhiều thứ để trở nên tự tin về phần mềm AutoCAD sau khóa học. Thì khi đấy anh em hãy lan tỏa cái giá trị, được chưa? Lan tỏa cái khóa học AutoCAD này đến cho nhiều anh em bạn bè hơn nữa. Thì mình rất là cảm ơn các bạn, được chưa? Đồng thời thì các bạn cũng khi mà chia sẻ đi ấy, đấy bằng cái link ở đây hệ thống Unica họ đã sắp xếp này. Đấy tức là cái link này link giới thiệu ấy. Đấy. Thì các bạn gửi cho một người bạn thân của mình hoặc người bạn cùng lớp của mình, thì nếu như bạn đấy mà đăng ký học thành công thì bạn cũng sẽ nhận được một cái mức hoa hồng, được chưa? Đấy, thì cũng rất tuyệt vời là 40%. Ở đây Unica họ mang tính lan tỏa rất là nhiều, được chưa? Đấy thì ngay lập tức thì bạn sẽ nhận được ngay 40% khi mà người bạn của mình mà đăng ký khóa học thành công, được chưa? Với điều kiện là các bạn hãy học xong khóa học này và tự mình trải nghiệm trước, được chưa? Đó thì mình rất là cảm ơn các bạn. Đấy thì các bạn có thể tham gia vào cái chương trình Unica Affiliate. Đấy thì các bạn có thể chia sẻ được cái khóa học này và cũng có thể là gia tăng thêm cái thu nhập thụ động dành cho mình, được chưa? Cái phần góc bên tay trái ở đây đó là cái phần đánh giá khóa học. Thế thì khi anh em mà tham gia vào lớp học của mình thành công rồi nhá, đấy thì có mục dưới cùng bên tay góc phải dưới cùng ở đây là phần đánh giá khóa học. Thế thì anh em hãy đánh giá khóa học giúp mình nhé. Đấy, những em nào vào trước có thể đánh giá mình 5 sao luôn nhé. Đấy. Đấy thì đấy là tổng quan về các cái phần bên trong nội dung của cái lớp học, đấy chưa? Đấy, anh em vào có thể bấm vào học này. Tức là sẽ có một cái thông báo. Ngoài ra thì khi bạn thông báo đăng ký học thành công thì sẽ có tin nhắn của Unica nhé. Tin nhắn của hệ thống Unica họ sẽ gửi qua, thứ nhất là email, thứ hai là gửi qua số điện thoại mà các anh em đã đăng ký, được chưa? 499k thì anh em có thể là đăng ký tham gia học ngoay, được chưa? 500k thì chắc là tương đương với lại một buổi nhậu của anh em thôi, được chưa? Nên là hãy đầu tư cho tri thức nếu anh em mà còn thấy là gì bị lỗ hổng và bị yếu, được chưa? Về kiến thức chưa tự tin khi mình làm việc với các môn học đồ án, hoặc là các anh em nào mà đang đi làm ấy, ở môi trường ngoài kia mà còn đang bị hỏng nhiều ấy. Đấy, hoặc là đặc biệt với anh em nào mà đang chuẩn bị ra trường mà đang còn chuẩn bị nộp CV còn yếu cái phần mềm, bởi vì các cái ngành kỹ thuật thì anh em biết là phần mềm nó là những cái thứ tiên quyết rồi. Ok, bây giờ cũng là 11:03 rồi, được ạ. Có lẽ chắc là mình sẽ kết thúc cái livestream buổi ngày hôm nay tại đây nhé. Đấy, xin cảm ơn một lần nữa anh em đã dành thời gian và lắng nghe mình chia sẻ. Chúc anh em một buổi tối, một buổi đêm thật là ngủ ngon, được chưa? Đấy, sáng dậy tràn đầy năng lượng, tràn đầy khí thế. Đấy. Ok ạ, có thêm nhiều những cái năng lượng tích cực và nhiều thêm những cái ý tưởng mới trong các cái ngày tiếp theo. Đấy. Ok chưa anh em? Chúc anh em ngủ ngon nhé.